Con cung kính đảnh lễ, con cúi lạy Phật Mẫu Diêu Trì và Hội đồng Thánh Mẫu Phật Tiên. Con Nam Mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Con Nam Mô Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương. Con Nam Mô Tổ Thầy Lê Sơn Thánh Mẫu. Con Nam Mô Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Mẫu Từ Bi Gia Hộ Độ Trì Che Chở cho gia đình chúng con. Hôm nay tối ngày mùng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021, con xin phát nguyện tiếp tục phúng tụng niệm trì kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Hồi Hướng Cầu Siêu Cầu An cho gia đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Con tạ ơn Phật Mẫu, tạ ơn chư vị Thiên Tiên Thánh Mẫu. Con xin qua điện thờ ngôi Tam Bảo tụng trì kinh niệm Phật. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con xin phát nguyện tụng trì kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Con xin thắp nén tâm hương, cung thỉnh bảy Đức Phật Dược Sư Ngự Pháp Tòa Như Lai cho con được phụng cúng đảnh lễ Ngài và niệm trì kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nguyện cầu cho một mùa xuân bình an. Con phần tử mai đứng chính pháp danh giác đạo giờ này lòng thành tối ngày mùng 6 Tết năm Tân Sửu. Con quỳ dưới điện thờ ngôi Tam Bảo xin phát nguyện phụng tụng niệm trì kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Xin hồi hướng công đức này cầu siêu cầu an cho gia đạo chúng con đón năm mới một mùa xuân an khang thịnh vượng dồi dào sức khỏe bình an.
Con cung kính đảnh lễ, con cúi lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật. Con cung kính tạ ơn đất trời linh thiên Phật pháp soi sáng, con tạ ơn chư vị Bồ Tát, các vị chư thiền chư thánh chư thần. Nam mô Hoa Tạng giáo chủ Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Cố Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Binh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con nam mô các vị chư thiên chư thánh chư thần trong tam giáo hội đồng thánh thần tiên Phật tứ đại thiên vương long thần hộ pháp từ bi gia hộ. Con đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghi thức tụng niệm niệm hương tịnh pháp giới chơn ngộn an làm tòa hàng làm tòa hàng làm tòa hàng làm tòa hà tịnh tam nghiệp chơn ngộn án ta phà bà phà trung đà ta phà đàng mà ta phà bà phà trung đồ hám án ta phà bà phà trung đà ta phà đàng mà ta phà bà phà trung đồ hám án ta phà bà phà trung đà ta phà đàng mà ta phà bà phà trung đồ hám. Cúng hương tán Phật nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát. Vô biên thanh văn chúng cầm nhất tiếng tánh hiền duyên khởi quang minh đại xứng tấn tác Phật sự phổ huân trừ chúng sanh giải pháp Bồ Đề tâm viễn ly trừ vọng nghiệp viễn thành vô thượng đạo. Kỳ nguyện tư thời đệ tử chúng đáng phúng tụng kinh chú xưng tán hồng danh tầm tử công đức nguyện thầm phương thường trú tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dược sư lưu ly quang Như Lai đại bi hội thượng Phật Bồ Tát từ bi gia hộ che chở cho phận tử gia đình chúng con nguyện phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ thường hoạch kiết trường vĩnh ly khổ anh phổ nguyện âm siêu dương thời hải yên hà thành pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Tạng
Phật. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luận thân thiên nhân chi đạo sự tư sanh chi tự phụ. Ư nhân niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp thân dương nhờ tàn thang ứng kiếp mạc năng tận. Quán tưởng năng lệ sờ lấy tánh không tình cảm ứng đạo giao nạn tư nghị. Ngã thứ đạo tràng như đế châu thầm phương chư Phật ánh hiện trung ngã tân ánh hiện chư Phật tiền. Đầu diện tiếp túc quy mạng lệ chỉ tâm đảnh lệ. Nam mô tận hư công biển pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp. Hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo chí tâm đành lễ. Nam mô ta bà giao chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường lai hạ sanh di lặng từ thị tôn Phật. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh phố hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Linh sơn hội tượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quan thế âm Bồ Tát. Đại thế chi Bồ Tát. Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Tán dương chi dương chi tịnh thủy biên sai tam tiên. Tánh công bác đức lời nhân thiên. Pháp giới quán tăng viên diệt tội tiểu kiên. Hòa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Tụng chú Đại Bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên tu thiên nhàn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô An Đa Đăng Na Đa Na Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lu Yên Đệ Tương Ban Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đoà Bà Dạ Ma Ha Tăng Đoà Bà Dạ Ma Ha Ca Lu Ni Ca Dạ Ấn Tăng Bằng Ra Phạm Duệ Sô Đăng Na Đắc Tọa. Nam mô Tân Kiết Lật Đoà Y Mông A Di Đà Bà Lu Kiết Đệ Tăng Phận Ca Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì He Đị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Dạ Nam Ma Bà Tát Đa Ma Phạt Đạt Đầu Đá Địa Ta Ấn A Bà Lô He Lô Ca Đệ Ca Ra Đệ Di He Thị Ma Ha Bồ Đề Tăng Đoà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đị Đà Dựng Cô Lô Yết Mông Đồ Lô Phà Sa Gia Đệ Ma Ha Phà Sa Gia Đệ Đà Ra Đà Ra Chị Đi Ni Thân Phận Ra Gia Chà Ra Chà Ra Ma 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 Ra Mụng Đệ Lệ Y He Y He Thân Na A Ra Sâm Phật Ra Sa Lợi Phà Sa Phà Sâm Phật Ra Sa Gia Ô Lô Lô Ma Ra Hồ Lô Hồ Lô He Đị Ta Ra Thân Trị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Trì Già Na Ra Cẩn Trì Đề Đề Sáng Ni Na Ba Già Ma Na Ta Ba Ha Tấn Đà Già Ta Ba Ha Ma Ha Tấn Đà Già Ta Ba Ha Tấn Đà Dù Nghệ Thân Ban Ra Già Ta Ba Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Ba Ha Ma Ra Na Ra Ta Ba Ha Tấn Ra Tăng A Mụng Kê Già Ta Ba Ha Ta Ba Ma Ha A Tấn Đà Già Ta Ba Ha Giả Kiết Ra A Tấn Đà Già Ta Ba Ha Ba Đà Ma Yên Tân Đà Già Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trị Bằng Đà Ra Già Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thăng Nghiết Ra Già Ta Bà Ha Nam Mô Hắn Ra Đắng Na Đà Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đệ Đương Bằng Ra Già Ta Bà Ha An Tân Điện Đô Mạng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha An Tân Điện Đô Mạng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha An Tân Điện Đô Mạng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kinh kệ vô thường thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kiệm kiên văn đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
con Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Hôm nay tối ngày mùng 6 năm Tân Sửu 2021, con Phật tử mai đức chính pháp danh giác đạo, trong tiết trời thanh minh và an lành, tối hôm nay con xin tịnh tâm phát nguyện tụng trì kinh Dược Sư bổn nguyện công đức, con xin tán thán Phật. Đông phương giáo chủ thập nhị nguyện vương tư cựu kim đăng diệu đảng tràng, thân thân diễn chân thường đành lễ tán dương thiệu tay thọ diêm trường. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Ta bà phi thì cửu cử thành dự hướng công môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu tam thiền hóa Phật giám kiện thành, nam diêm phúng quá ư trùng tú tây trục liên hoa tự tê hình, giải kiết tiêu tai tăng diên thọ phúng cơ mạng vị báo khương ninh. Dược Sư Sám Pháp Khai Kinh, tán lễ Phật. Đại từ đại bi thường xót chúng sanh, đại hỷ đại xa cứu vớt muôn loài, hào quang diệu tướng dùng tự trang nghiêm, chúng con chỉ thành quy y đảnh lễ. Nhân tâm đảnh lễ Phật Bảo thường trú khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ Pháp Bảo thường trú khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ Tăng Bảo thường trú khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Kinh Bản Nguyện Công Đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Chư Phật Bồ Tát trong hội Dược Sư. Còn cúng hương hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần, vừa được đốt lên bởi lửa bản thể thì cả pháp giới đều được chan hòa, phàm cùng với thánh sông ướt tất cả chính trong hương thơm quyện lên. Như vậy mà cả đúng Phật hiển lộ toàn thân, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Đàm Lan Xoa Ha An Lam Xoa Ha An Lam Xoa Ha. Ám Sa Phạ Bà Phạ Trụn Đà Ta Phạ Đàn Bà Ta Phạ Bà Phạ Trụn Đậu Hám, Ám Ta Phạ Bà Phạ Trụn Đà Ta Phạ Đàn Bà Ta Phạ Bà Phạ Trụn Đậu Hám, Ám Ta Phạ Bà Phạ Trụn Đà Ta Phạ Đàn Bà Ta Phạ Bà Phạ Trụn Đậu Hám. Kính lạy chư Thế Tôn Quy Nhi Các Phật Đà, nay con phát đại nguyện lễ bái Dược Sư Sám trên trả bốn ơn nặng dưới giúp ba đường khổ, những người thấy nghe được đều phát tâm Bồ Đề, báo thân này kết thúc cùng sanh các tịnh độ. Niệm hiệu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hội Thượng, Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối đạo tràng, Dược Sư chúng con ngày nay nên đem tánh mạng mà quy y đảnh lễ Chư Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai. Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam mô Tỳ Khí Phật, Nam mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam mô Cầu Lưu Tôn Phật, Nam mô Ca Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Di Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật,
Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Dược sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Phương pháp sám hối Dược sư Tiêu Tai Diện Thọ cúng trước. Hết thảy chư Phật thương tưởng chúng sanh nên đã dạy cho phương pháp sám hối đạo tràng Dược sư, là vì con người dơ bẩn quá nặng bóng tối vô mình, che khuất tâm trí không hiểu nhân quả, công siêng sám hối, phong tung tham lam sân hận ngu si, buông thả sát sanh trộm cướp dâm dụng tội lỗi dơ bẩn đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp oán cụ đã kết vô cùng vô tận không hay không biết, ngày càng sâu dày đến nỗi thúc ngắn đời sống lâu dài mà thành chết yếu uổng, chết yếu chết oan cách mất chân vị quan quyền mà thành thấp thỏi, mà thành thấp thỏi nghèo hèn cứ có giàu sang sung túng, mà thành nghèo khổ khốn cùng chết non con trai con gái, mà thành cô đơn lẻ chiếc bánh vào trên cái chết càng trái, xa xuống ba đường, xa xuống ba con đường ác đạo khổ quá nhiều mối, tự tạo tác tự lãnh chịu ác bao nhiêu cách, hoặc đời này hoặc kiếp sau tơ tóc không sai dầu mau dầu chậm chắc chắn phải trả, nên sự kia đứng tính ca đã từ bị cu vợt bằng cách nói bốn kinh về bốn nguyện và công đức của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, dạy người đọc tụng bảy hình tượng, dạy người đọc tụng hay tạo hình tượng đứng Như Lai bảy vị, trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn cái lượng mỗi ngọn lớn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe đốt đến 49 ngày ánh sáng công tác, nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm cố co bộ tràn đầy mới làm nổi, còn người kém sức lòng dấu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách, vì lý do ấy mà căn cứ chính trong kinh bổn nguyện công đức nói trên diễn ra phương pháp sám hối tiêu tai duyên thọ tiện cho người, tiện cho mọi người tắm gội trai giới hoặc trong chùa chuyền hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn hương hoa đèn nến, tùy sức nghiên cung y văn động tụng chí thành lệ bay, như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Trong kinh dạy đàn bộc bệnh sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng, vì vậy mà sửa chữa quá khứ tu tỉnh tương lai tẩy giặt thâm tâm đoạn tuyệt ác pháp thề không làm lại tội lỗi nhiều kiếp sạch hết không còn, nên tùy nguyện cầu thỏa mãn tất cả đệ tử chúng con chỉ tâm đành lê khấn cầu sám hối. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thọ Phận Kinh Lạy Tân Cả Chư Phận cùng mười phương khắp pháp giới thuộc Tỳ Hoa Khứ, Kinh Lạy Tân Cả Chư Phận cùng mười phương khắp pháp giới thuộc Tỳ Hiện Tại, Kinh Lạy Tân Cả Chư Phận cùng mười phương khắp pháp giới thuộc Tỳ Vị Lai, kính lạy kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thể Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Ni Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy 36,000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lạy ca vị đại thánh tăng là Tôn Giả A Nan và 8,000 vị tỳ kheo, Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại tiếp sám hối, đành lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp, nghĩ lại thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện, nếu mọi người vì muôn lợi ích an lạc nhổ trừ tân cả nghiệp chướng xây dựng công đức hơn là
muốn tu tập một cánh đầy đủ đại nguyện của chư Phật và thọ trì một cách trọn vẹn danh hiệu và kho báu chánh pháp của chư Phật muốn được vô thượng chánh biến giác. 32 tướng tốt và 80 tướng phụ trang hoàng tự thể muốn được vô lượng trí huệ phương tiện để làm cho chúng sanh đứng yên trong pháp đại thừa, muốn tu hành phạm hạnh được giới thể không thiếu sót trọn vẹn giới ba, trọn vẹn giới pháp ba loại tuyệt đối thanh tịnh không có phá phạm, muốn được các giác quan đều hoàn bị không mọi tật nguyền và bệnh khổ, nhà cửa thân thuộc và đồ dụng đều đủ và nhiều, muốn phá rách mạng lưới của ma vương, cởi mở ràng buộc cố ngoại đạo, phát nhổ rừng rậm của mọi thứ ác kiến. Nếu có nữ nhân muốn chuyển nữ thành nam đầy đủ hình tướng trượng phu, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát mọi sự lo sợ thông khổ, muốn được đồ ăn đồ uống tuyệt diệu pháp vị no đủ, mọi thứ y phụng tuyệt diệu và tất cả đồ trang sức bằng vàng ngọc, muốn thực hành bố thí mọi thứ mình có toàn không hàm tiếc, hiến cả cho người đến xin, muốn được chánh kiến tinh tiến và ý thích khéo thuận hòa, đa văn thông lợi lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu xa, thường cầu thắng pháp thường gặp thiện hữu, muốn thọ trì giới pháp nguyện sanh về thế giới cực lạc Tây Phương ở phía Tây chỗ A Di Đà Phật để được nghe chánh pháp của ngài. Nếu có giới pháp đã phá hủy mà muốn phụng hồi thanh tịnh sinh mạng đã hết mà muốn cầu muốn nói cho đến quân độ và dân chúng bị mọi sự trái ngang và mọi sự tai nạn mà muốn tiêu trừ cho ẩn mân để mưa gió thuận thời dân chúng vui vẻ, thì hãy trang nghiêm đúng cánh quy y và đánh lễ đứng dược sư lưu lị hoàng Như Lai, nhất tâm tinh tiến tu tập chánh định. Tại sao? Vì đứng Như Lai ấy khi làm hành Bồ Tát đã phát 12 nguyện tối thượng và nhiệm màu, tạo ra công đức tu thắng nên làm cho những người nghe được thì nghiệp chướng tiêu trừ, hết thảy sở cầu đều được mãn nguyện. Điều này chỉ có vị Bồ Tát còn hệ thuộc một đời mới có khả năng tin và điều đúng như sự thật, tu hành đúng như Phật dạy nên phải đem thân thể tinh mạng và tài sản ra công lẫn công tiết tận lực trang nghiêm thì quy chắc được kết quả và được toại nguyện. Vì lý lại như vậy nên ngày nay đệ tử cùng những người hiện diện tất cả đều chí tâm quy mạng đảnh lễ. Nam mô Tỳ Lô Xa Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kính lạy tất cả các chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì quá khứ, kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì hiện tại, kính lạy tất cả các chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì vị lai. Kính lạy kinh bản nguyện công đức của đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Nghi Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chứng Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy 36.000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lạy các vị đại thánh tăng là Tôn Giá A Nan và 8.000 vị tỳ kheo. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát, đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp, nguyện xin chư Phật Bồ Tát động vẫn từ bi giáng lâm đạo tràng, toàn thể tam bộ thiên long các tướng dạ xoa cùng sinh thương tưởng đi đến đạo tràng, các thánh chúng như vậy xin cùng chứng minh. Chúng con ngày nay muốn vì chúng sanh khắp cả mười phương và toàn thể lục đạo mà tu hành tuệ giác vô thượng, đoạn trừ hết thái nghiệp chướng cùng và
cùng vào biển cả. Đại nguyện của Đức Như Lai để hiện sáng thân khắp nơi, nơi trong một niệm mà cúng dường hết thái tam bảo cấm cả mười phương, nơi trong một niệm mà hóa độ cùng khắp tất cả chúng sanh trong lục đạo, làm cho họ nhập vào tuệ giác vĩ đại và bình đẳng. Vì muốn như vậy nên ngày nay nhân tâm tinh tấn tu hành đúng như Phật dạy. Nguyện xin chư Phật Bồ Tát đứng dược sư Như Lai đem năng lực bán nguyện mà nhận cho sự sám hối của con, làm cho việc con làm quyết định phá trừ nghiệp chướng, viên thành hạnh nguyện như kinh đã dạy. Nguyện xin chứng minh. Nam mô dược sư Lưu Lị Hoàng Như Lai, ứng cung chánh biên trì minh hạnh viên mãn, quang minh quảng đại công đức độ sổ thân khéo, an trú lưới sang trang lệ quá hơn nhận nguyện. Chúng sanh tối tâm được soi sáng cả, tùy mong cầu gì cũng đều toại nguyện, bao nhiêu bệnh khổ đều tiêu tan cả. Vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng thiện phương tiện và vô lượng quảng đại nguyện của đứng phận dược sư trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp, hay hơn một đại kiếp ra. Thính Ca Như Lai nói một cách đầy đủ thì đại kiếp ấy có thể kết thúc mau chóng. Còn hạnh nguyện và phương tiện của các đứng phận, của đứng phận này vẫn không cùng tận, vì thế mà chúng con chỉ tâm quỳ màn đảnh lệ. Nam mô Bạn Già Phạn Đê Bệ Sang Xá Lụ Rô Thỉnh Lưu Ly Ban Lăng Bà Hành Ra Xà Giá Đá Ca Yết Đa Dạ A Ra Hắc Đế Tam Hiệu Tam Bột Đà Gia An Bệ Sang Thệ Bệ Sang Thệ Bệ Xa Xá Tam Mộ Yết Đế Toa Hà. Nam mô Bạc Già Phạn Đế Bệ Sang Xà Lụ Rô Thích Lưu Ly Mang Làm Bà Hằng Ra Xà Giá Đá Tha Y Đa Giá Răng Đê Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đá Kỳ Tha An Bê Răng Thề Bệ Sang Thề Bệ Sát Xà Tam Mộ Vi Đế Toa. Nam mô Bạc Già Phạn Đế Bệ Sang Xà Lụ Rô Thích Lưu Ly Mang Làm Bà Hằng Ra Xà Giá Đá Tha Y Đa Giá Răng Đê Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đá Kỳ Tha An Bê Răng Thề Bệ Sang Thề Bệ Sát Xà Tam Mộ Vi Đế Toa. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hoàng Kinh Tán Phật. Kính lạy Đức Dược Sư Chánh Giác Rất Vi Diệu ở cõi Tịnh Lưu Ly thuộc phía đông cõi này, Ngài Thần Con Ý Bàn Đủ Ba Vô Số Kiếp Phạt không ai sánh bằng và mười hiệu tôn xưng, và không ai sánh bằng với mười hiệu tôn xưng trong nhân đã phát ra. Mười hai môn đại nguyện trong quả đã viên mãn, trăm ngàn loại tương hào biến từ bi rộng lớn khó ai lường cho nổi, núi công đức cao cả không thể khen cho cùng. Nam mô Đồng Phương Tịnh Lưu Ly Giới Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, ứng cung chánh biên trì minh hạnh tung thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu tiên nhân sư Phận Thế Tôn. Niệm Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Nghi Bồ Tát. Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thường Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Đệ tử con mai đứng chính pháp danh giác đạo, đem công đứng bái sám theo phương pháp sám hối đạo tràng Dược Sư, cầu nguyện bệnh chứng tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau đính thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của Phật. Đệ tử con mai đứng chính pháp danh giác đạo chí thành, bái sám theo phương pháp sám hối đạo tràng Dược Sư, cầu nguyện chư Phật, cầu nguyện cho gia đình chúng con nhờ công đức này mà bệnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng trưởng, chánh tinh không bị phá hoại,
thiện căn không bị trở ngại, đời này thân cận phụng sự tam bảo, kiếp sau đính thân nhận được sự thọ ki của phần hội, hướng nguyện đem công đức này hướng về căm tân cả nguyện, con và chúng sanh đều trọn thành phận đạo tự quy y Phật. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thề theo đạo cà phát lòng vô thường. Tự quy y Pháp, đưa nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng tri huệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng ở tại công ngài sám dược sư cúng giữa cai kinh tăng lễ Phật. Đại từ đại bi thương xót chúng sanh, đại hỷ đại xá cứu vớt muôn loài, hào quang diệu tướng dùng tự trang nghiêm chúng con chí thành. Quy y đảnh lễ nhất tâm đảnh lễ phần bảo thường trụ khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ pháp bảo thường trụ khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ tăng bảo thường trụ khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô, nhất tâm đảnh lễ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ kinh bổn nguyện tông đưng cố đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong pháp hội dược sư cúng hương. Hương thơm tầm tâm đủ cả năm phần, vừa được đốt lên bởi lửa bản tể thì cả pháp giới đều được trang hòa, phàm cùng với thánh sông ướp tất cả chính trong hương thơm quyện lên. Như vậy mà các đức Phật hiển lộ toàn thân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. An lam xoa ha, an lam xoa ha, an lam xoa ha, an lam xoa ha, an sa pha ba pha chôn đa ta pha đàng ma ta pha ba pha chôn đô ham, an ta pha ba pha chôn đa ta pha đàng ma ta pha ba pha chôn đô ham, an ta pha ba pha chôn đa ta pha đàng ma ta pha ba pha chôn đô ham. Kính lạy chư thể tôn quy y các phật đà, nay con phát nguyện, nay con phát đại nguyện lễ bái dược sư pháp. Lễ bái dược sư sám trên trả bốn ơn nặng dưới cũ giúp ba đường cổ, những người thấy nghe được đều phát tâm bồ đề, báo thân này kết thúc cùng sanh các tịnh độ. Niệm hiệu Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô dược sư hội thượng phần Bồ Tát, Nam mô dược sư hội thượng phần Bồ Tát, Nam mô dược sư hội thượng phần Bồ Tát. Phương pháp sám hối dược sư tiểu tài duyên thọ cúng dường, hết thải chư phần thương tưởng chúng sanh dạy cho phương pháp sám hối đạo trường dược sư, đạo tràng dược sư, nên ngày nay chúng con đem tánh mạng mà quy y đảnh lễ hết thảy chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kính lạy tân ca chư Phật cùng mười phương khâm pháp giới thuộc thì qua cứ. Kính lạy tân ca chư Phật cùng mười phương khâm pháp giới thuộc thì hiện tại. Kính lạy tân cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì vị lai. Kính lạy kinh bản nguyện công đức của đấng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Nghi Bồ Tát, Nam mô Báo Đàng Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới đây. Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Kính lạy ca vị đại thánh tăng là Tôn Giả A Nan và tam ngàn vị tỳ kheo. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp đệ tử chúng con, khâm vì bổn ơn ba cõi và pháp giới chúng sanh, nguyện đoạn trừ cả ba thứ chướng ngại, nên quy tánh mạng về nơi Phật đành lễ mà sám hối. Còn với chúng sanh vô thủy đến giờ do ái và kiến mà trong chấm
mà trong chấp nhân ngã ngoài vì bạn xấu nên không tùy hỷ ai cả. Dầu là một điều thiện bằng tơ tống, chỉ biết khắp cả thân miệng ý cùng làm đủ các nghiệp việc, tuy không rộng mà ác ý bủa khắp. Ngày đêm liên tục không có gián đoạn, che giấu lỗi lầm không muốn ai hay. Che giấu lỗi lầm không muốn ai hay, không sợ ác đạo, không hổ không thẹn. Bài bác cho rằng không có nhân quả, tội chướng như vậy mà chưa hề trải qua sự sám hối nào cả. Chúng con ngày nay đối trước chư phận khắp cả mười phương chư Đức Dược Sư Như Lai tin tưởng xấu xa nguyên lý nhân quả, phát sanh hổ thẹn hệ trọng và phát sanh sợ hãi to lớn mà bộng bạch sám hối đoạn tâm liên tục mà phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện siêng năng thúng dụng cá thân miệng ý, đổi bỏ tâm sâu nặng nề ngày xưa mà tùy hỷ đối với người phàm, cũng như bậc thánh dầu chỉ một điều thiện bằng tơ tóc mà thôi. Nghĩ nhớ đứng Phật Dược Sự có cái sức của thể nguyện to lớn, có thể cứu vớt con, đem con ra khỏi biến hai thế, đem con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ ba đức, nên nguyện xin ngài từ bi thương xót nhiếp họ tân cả đều chí tâm quy mạng đánh lễ. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kinh lạy tân cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì quá khứ, kinh lạy tân cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì hiện tại, tân cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì vị lai, kinh lạy kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhân Quang Biển Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tần Ý Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thường Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chương Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát, kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lạy ca tỳ đại thánh tăng là Tôn Giá A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo, Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp đệ tử chúng con, từ vô thị đến ngày nay có cái bệnh tham lam sân hận và tận đổ, cái bệnh kiêu mạn ngạo ngược, cái bệnh không biết thiện nga, cái bệnh không tin tội phước, cái bệnh bân hiếu ngũ nghịch, cái bệnh phá phạm trai giới, cái bệnh phá phạm ti là, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, cái bệnh ham hô hơi thơm, cái bệnh ham hô hơi thơm và ưa thính dụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh đam mê trụ sắc và phong túng vô độ, cái bệnh giàu gặm thầy mà lại cho thuốc không đúng, cái bệnh vô lượng tai nạn khổ nhục và bi thảm sầu muộn khác nữa, ngâm nấu bấm bánh làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thông khổ, muốn làm cho những bệnh khổ ấy tiêu trừ sơ cầu mãn nguyện, nên bây giờ đừng thế tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập định, danh hiệu diệt trừ mọi khổ não của chúng sanh. Nhập định rồi, nhập định ấy rồi, từ trong những kế phóng ra ánh sáng lớn, trong ánh sáng này diễn, trong ánh sáng này diễn ra Đà Ra Ni vĩ đại sao đây. Nam mô Bàn Già Bàn Đế Bệ Sát Xà Lụ Rỗ Tinh Lưu Ni Bát Lạc Bà Hắn Ra Xà Dạ Đá Xà Yết Đa Gia Ra Hắn Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Đa Địa Tam Bệ Trang Thề Bệ Sát Thề Bệ Sát Xà Tam Mộ Viết Đế Toa Hàng. Khi trong ánh sáng diễn ra Đà Ra Ni vĩ đại ấy rồi, đại địa chấn động phong ánh sáng lớn, hết thải chúng sanh bệnh cố tiêu trừ, hưởng được cái vui yên ổn. Do đó mà biết công năng sám hối là tể thuốc linh nghiệm, làm lành bệnh thân tâm là toa thuốc thần kỳ, làm thoát khổ sinh tử,
Có vị đại y vương theo bệnh đặt thuốc, từ bi hỷ xá là thuốc, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tính bát tam bảo là thuốc, siêng tu phước tuệ là thuốc, sáu ba la mật là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi được là thuốc, phản bổn hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi được là thuốc, phương tiện con khéo là thuốc, công động vì tiếng hay săn đẹp là thuốc, lắng lòng tuyệt dục là thuốc, thường dùng những thứ tốt như vậy, giá ra dần đi rồi hợp lại mà thường đem, mà thường thường đem muốn. Nhưng chúng sanh nếu bệnh lẽ ra cùng một bệnh, chúng sanh cần thuốc lẽ ra cùng một thuốc, nên nếu nói có nhiều pháp thì thế là điên đảo, nếu căn cứ thần thương của nhân thừa mà nói thì đâu có thêm có bớt, có dơ có sạch có lành có dư, có tội có phước có bệnh có, có bệnh có thuốc. Nhìn lại phương tiện trước đã áp dụng, thật như người trong chim bao, chim bao thấy thân bị bệnh nên tìm, chim bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành, đến lúc tình giống chim bao thì rõ ra vốn là không bệnh, sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn, do đó mà biết pháp mà Như Lai thuyết ra toàn là một tướng một vị, tướng vị giải thoát tách rời diệt sạch, cứu cánh niết bàn chung quy về không. Ví như từ một đám mây mà mưa xuống thì cây thuốc lớn nhỏ gì cũng được tốt tươi. Chúng con ngày nay nhờ ơn phận mà được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn có cái bệnh, không còn có nữa cái nạn bệnh, còn mới có khả năng đạt đến một cách trọn vẹn tuệ giác vô thượng Bồ Đề. Vì vậy ngày nay chúng con đóng xúc nhau cùng nhau nhấn tâm xuống đợt, suốt đời quy y Phật Pháp Tăng, và bây giờ quy y đảnh lại hết thảy chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thị quá khứ. Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thị hiện tại. Kính lạy tất cả chư Phật mười phương khắp pháp giới thuộc thị vị lai. Kính lạy kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Nghi Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vượng Bồ Tát, Nam mô Dược Cường Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy 36.000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiễn nhạc, kính lạy các vị đại tăng tăng là Tôn giả A Nan và 8.000 vị tỳ kheo. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát, đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Nếu người nào muốn thoát bệnh khổ nên vì họ ma bấy ngày đêm tỏ trì bát quan trai giới, nên đem đồ ăn đồ uống và đồ dùng tùy xứng liệu biện mà cúng dường tỳ kheo tăng ngày đêm sau buổi lễ bái hành đạo, cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, động tụng kinh bán nguyện tôn quý 49 biên, đốt 49 ngọn đèn đến 49 ngày đêm ánh sáng công dứt. Như vậy có thể, như vậy thì có thể qua được tai nạn cùng nguy khốn, không bị mọi thứ ngang trái và quỷ dữ tác hại. Vì vậy ngày nay đệ tử cùng với những người hiện diện tất cả đều cùng cực tinh tấn, đốt hương rải hoa tắm đèn trèo phàn phóng sanh tu phước để được qua khỏi khốn khổ, không gặp mọi sự hoạn nạn. Nguyện xin Đức Như Lai chứng minh cho sự sám hối của con.
đệ tử chúng con từ vô thị đến ngày nay làm gì cũng không vừa ý, nên biết tất cả đều vì quả báo sót lại của ác nghiệp từ quá khứ đến nay mà gây ra. Vì vậy ngày nay cần phải nỗ lực mà cầu xin sám hối quả báo ác mộng, những cảnh tượng khủng khiếp, những sự không cát tường của trong loài người, sám hối quả báo bệnh dữ liền năm. Sám hối quả báo bệnh dữ liền năm, lắm tan công lành gối giường nằm chiếu. Gối giường nằm chiếu không thể đứng đi của trong loài người, sám hối quả báo đông ôn hạ dịch sô phát tính và tương an. Của trong loài người sám hối quả báo thủy tai hỏa hoạn trộm cướp giặc giả chiến tranh nguy khôn. Của trong loài người sám hối quả báo bị sư tử cọp sói rắn đồng bò cảm kính và sâu làm hại. Của trong loài người sám hối quả báo sanh lão bệnh tử lo buồn khổ đau. Của trong loài người sám hối quả báo thân miệng và ý toàn là công cụ tạo tác và tăng trưởng đủ thứ ác nghiệp của cả chúng sanh. Sám hối quả báo sẽ xa vào ba ác đạo nhiều lần ngàn năm chịu mọi sự khổ sở khốc liệt của cả chúng sanh. Sám hối quả báo hay bị trôi lăn vô cùng trong địa ngục súc sanh và loài quỷ của cả chúng sanh. Sám hối quả báo lại sanh nữa trong cả các đạo của cả chúng sanh. Sám hối quả báo làm tội tớ, làm tôi tớ người bị người sai sự của cả chúng sanh. Sám hối cả quả báo hoặc làm trâu bò lừa ngựa lang đà thường bị đánh đập. Lại còn quả báo luôn luôn mang nặng chớ nhiều đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành hạ của cả chúng sanh. Sám hối cả quả báo bị bùa ếm thuốc độc và quỷ khởi thi, quỷ tử thi ngụy tạo yêu mị của trong loài người cùng loại như vậy trong hiện tại cùng như vị lai. Loài người cũng như chữ thiên quả báo có vô lượng tai họa ngang trái biên cố thời khí chết chóc hoạn nạn suy tồn và quấy phá. Chúng con ngày nay chỉ thành hướng về Đức Phật Dược Sư, về thành chúng quy tụ như biển cả, về thánh chúng quy tụ như biển cả mà cầu xin sám hối nguyện tiêu diệt cả. Trước đã cứu xét cái lẽ cứu cánh là bệnh này, thuốc này độc là huyễn ảo, lại cứu xét mà sám hối trọn vẹn hết thái bao chương do ác nghiệp gây ra. Nên nay nên tuần tự phát nguyện hồi hướng đệ tử chúng con nguyện đem công đức được phát sanh bởi sự sám hối ba thứ chướng ngài mà hồi hướng cả hiến cho hết thảy chúng sanh để cùng sám hối, hiến cho hết thảy chúng sanh để cùng sám hối. Nguyện cùng chúng sanh từ nay sắp đi cho đến ngày thực hiện tuệ giác vô thượng, nhớ khổ sanh tử mà phát bồ đề tâm, đổi ác làm lành bỏ tà về chánh, thành thân tâm mang lạc sống lâu vô cùng, áo cơm sung túc nhà cửa thông thuộc, đồ dùng và kho, đồ dùng và kho nắm tràn đầy, hình tướng đoan chánh trí tuệ thông minh, uy nghiêm giọng liệt các tướng giả xoa hộ về chư phận tâm chúng nhiếp thọ làm gì cũng được ân trọng của đấng từ bi. Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay sắm đi mau chứng tuệ giác bồ đề tướng tốt tướng phụ và ánh sáng đều tráng lệ lạ và hơn cả. Nguyện chúng sanh được ánh sáng soi sáng tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Nguyện chúng sanh cùng được vô tận những vận thường dùng, những vận hưởng dụng không có sự thiếu thốn. Nguyện chúng sanh xây dựng đại thừa, cùng được ở yên trong đạo giác ngộ. Nguyện chúng sanh được giới tệ không thiếu sót, gia sự phá phạm tỳ được phục hồi thanh tịnh. Nguyện chúng sanh đẹp đẽ thông minh, giác quan hoàn bị hết mọi bệnh khổ. Nguyện chúng sanh bệnh khổ tan biến nhà cửa thân thuộc và đồ dùng đầy đủ tất cả. Nguyện chúng sanh chuyển thân nữ nhân thành thân nam tử đủ tướng trượng phụ cho đến thực hiện tuệ giác vô thượng. Nguyện chúng sanh thoát khỏi mạng lưới của ma vương, cởi mở thân buộc của ngoại đạo. Nguyện chúng sanh phép vua làm tội bi thảm sầu muộn ngâm nấu bưng bánh đều thoát được cả. Nguyện chúng sanh ăn uống no đủ sau đó lại được xây dựng bằng
cái vui cứu cánh của pháp vị nguyện chúng sanh như sở thích của họ. Mọi thứ y phục tùy ý mong muốn đầy đủ tất cả. Lại nguyện tất cả chúng sanh sống lâu dẫu con quan chứng các con trai con gái cầu gì cũng đều được toại nguyên cá. Nguyện tất cả quân độ trăm sự quay dị, chín cái chết ngàn cái tám thứ chướng nạn ba thứ tai họa nước khác xâm lăng quấy nhiều đạo tặc làm phán làm loạn hết thảy nạn dữ như vậy tiêu mất tất cả. Quân độ nguyên ổn gió mưa điều hòa lúa mùa thành thục mọi người vô bệnh vui vẻ hạnh nguyện bồ đề chói sáng hơn lên trong từng ý nghĩ cứu giúp người khác đau khổ thì luôn luôn tưởng như cứu vớt bản thân. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra ở đâu cũng không rơi nhầm những chỗ biên thùy mọi đỡ mà lại sinh vào gia đình chánh tín tướng mạo đoan nghiêm trí tuệ biện tài viện ly ác pháp thân cận thiện hữu kiên trì giới hành kiên lập đại thừa. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra ở đâu cũng chứng hưng pháp Phật phá hủy lưới ma phẫn chi và tu hành đầy đủ sáu ba la mật quảng tụ cúng dường để trang nghiêm hai thứ phước tuệ nhẫn nhục tinh tấn để thực hiện tuệ giác bồ đề. Chúng con ngày nay nên nghĩ báo ơn đức của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bằng cánh thường nên như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. Vì thế mà chúng con chỉ tâm quỳ y đảnh lễ. Nam mô Bằng Già Bằng Đề Bệ Sa Sa Lô Lô Tinh Lô Ly Bằng Lâm Bằng Ra Sa Già Đa Tha Ai Đa Già Ram Đề Tam Biểu Tam Bồ Đà Già Đa Di Tam Bệ Đăng Thể Bệ Sa Thể Bệ Sa Sa Tam Mô Kỳ Đề Toa Ha. Nam mô Bằng Già Bằng Đề Bệ Sa Sa Lô Lô Tinh Lô Ly Bằng Lâm Bằng Ra Sa Già Đa Tha Ai Đa Già Ram Đề Tam Biểu Tam Bồ Đà Già Đa Di Tam Bệ Đăng Thể Bệ Sa Thể Bệ Sa Sa Tam Mô Kỳ Đề Toa Ha. Nam mô Bằng Già Bằng Đề Bệ Sa Sa Lô Lô Tinh Lô Ly Bằng Lâm Bằng Ra Sa Già Đa Tha Yết Đa Gia Ram Đê Tham Hiệu Tham Bồ Đà Gia Đa Ni Tham Bê Đăng Thề Bê Sang Thề Bê Sắc Sa Tham Mộ Việt Đê Toa Hà. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phần Bồ Tát. Hoàng Kinh Tán Phật. Kinh lạy Đức Dược Sư Chánh Giác Rất Vi Diệu ở cõi Tịnh Lưu Ni thuộc phía đông cõi này. Ngài thần có nghĩ bàn đủ ba vô số kiếp và không ai sánh bằng với mười hiệu tôn xưng trong nhân đã phát ra mười hai môn đại nguyện trong quá đà viên mãn. Trăm ngàn loại tương hào biến từ bi đồng lớn có ai lượng cho nổi núi công đức cao cả không thể khen cho cùng. Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng cung chánh biên trì minh hạnh tông thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Niệm Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Báo Đàng Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Tường Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Đệ tử con mai đứng chính pháp danh giác đạo nguyện đem công đứng bái sám theo phương pháp sám hối đạo tràng dược sư cầu nguyện bệnh chứng tiêu trừ phương thọ tăng trưởng đời này thiện căn không bị trở ngại kiếp sau đính thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của Phật. Con một cầu nguyện cho gia đạo cho con cầu nguyện cho tất cả các chị em các hàng con cháu trong gia đạo và ông bà cứu nguyện thân tổ trong gia đình chúng con nguyện nương theo phương pháp bái sám sám hối đạo tràng dược sư cầu nguyện cho
Gia đạo chúng con ông bà cứu huyền thất tổ nhờ công đức này mà bệnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng trưởng, chánh tinh công bị phá hoại, thiện căn công bị trợ ngày đời này, thân cận phụng sự tam bảo, kiếp sau đính thân nhận được sự thọ ký của Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nguyện con và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, quy y tam bảo, từ quy y Phật, tự nguyện chúng sanh thề theo đạo cả pháp, lòng vô thường từ quy y pháp. Xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ, như biện từ quy y tăng. Xin nguyện chúng sanh thông ly đại chúng hết tài vô ngại. Sám dược sư cuốn sau khai kinh, tang lễ Phật. Đại từ đại bi thương xót chúng sanh, đại hỷ đại xà cư vớt muôn loài, hào quang diệu tướng dùng tự trang nghiêm, chúng con chí thành quy y đánh lễ. Nhất tâm đảnh lễ Phật báo thường trụ căn cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ pháp báo thường trụ căn cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ tăng báo thường trụ khắp cả mười phương, nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật, nhất tâm đảnh lễ kinh bản nguyện công đức của đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong pháp hội dược sư cúng hương. Hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần, vừa được đốt lên bởi lửa bản thể thì cả pháp giới đều được trang hòa vàng cùng với thánh, song ước tất cả chính trong hương thơm. Nguyện lên như vậy mà các đức Phật hiển lộ toàn thân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. An lam tòa ha, an lam tòa ha, an lam tòa ha, an ta pha bà pha trường đà ta pha đàn mà ta pha bà pha trường đấu ham, an ta pha bà pha trường đà ta pha đàn mà ta pha bà pha trường đấu ham, an ta pha bà pha trường đà ta pha đàn mà ta pha bà pha trường đấu ham. Kính lạy chư thế tôn quy y các phẩm đà, nay con phát đại nguyện lệ bai dược sư sám trên trả bốn ân nặng dư giúp ba được khổ. Những người thấy nghe được đều phát tâm bồ đề, báo thân này kết thúc cùng sanh các tịnh độ. Niệm hiệu Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Phương pháp sám hối dược sư tiêu tai diện thọ cuốn sau, chư phận trong ba thì gian thương thưởng chúng sanh, dạy cho phương pháp sám hối đạo tràng dược sư. Nên ngày nay chúng con đem tánh mạng mà quy y đảnh lễ hết thảy chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô vô lượng thọ Phật. Kính lạy tân cả chư Phật cùng mười phương cấm pháp giới thuộc thì quá khứ. Kính lạy tân cả chư Phật cùng mười phương cấm pháp giới thuộc thì hiện tại. Kính lạy tân cả chư Phật cùng mười phương cấm pháp giới thuộc thì vị lai. Kính lạy kinh bản nguyện công đức của đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhận Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Nghĩ Bồ Tát. Nam mô Bảo Đàng Hòa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lạc Bồ Tát. Nam mô Tiểu Thái Chướng Bồ Tát. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam mô kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Kính lạy các vị đại thánh tăng là Tôn Giá A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp đệ tử chúng con từ trên đến đây đã sám hối rồi, bây giờ nên phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hơi thải chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả và bình đẳng. Chính trong tâm nguyện như vậy mà nhiếp niệm chánh quang,
bằng cách không tuyệt kiết sự mà cũng không giữ kiết sự quan ca pháp không, như thần tương quán ca pháp không là thế nào? Hành giả sẽ chỉ hiện tại một tâm niệm, đây chỉ là vọng tâm tùy duyên hiện khởi tâm, như vậy là do tâm mà thành tâm, là không do tâm mà thành tâm, là cũng do tâm cũng không do tâm mà thành tâm, là không phải do tâm không phải không do tâm mà thành tâm, là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai, là ở trong ở ngoài hay ở không gian, có dấu vết gì ở phương chỗ nào, trong sự trong mọi sự tương quan, như vậy mà tìm tâm vẫn thấy cứu cánh không thể tìm được, như huyễn như mộng không danh không tướng. Bây giờ hành giả còn không thấy tâm là sanh tử, đâu có thấy tâm là niết bàn, và không tìm được ai bị xét thì cũng không tìm được cái hay, xét không lấy không bỏ không dựa không bám, cũng không trú ở nơi sự yên lặng. Con đường ngôn ngữ đã tuyệt hết thể trình bày nói phô, xét tâm không thật là tâm thì tội phước không có chủ thể. Xét tâm không thận là tâm thì tội phước không có chủ thể, tội phước tánh không thì hết thảy các pháp toàn là không. Tâm không phải tâm, pháp chẳng ở pháp. Sám hối như vậy gọi là sám hối, to lớn là sự sám hối phá hủy tâm tâm. Vì lý do này tâm này cũng như tâm khác thực sự lặng mất. Niệm trước cùng với niệm sau toàn không trú ở như hư không, mà hư không cũng không thể tìm được, sự không thể tìm được cũng không thể tìm được, tự nhiên siêu việt trên cả tam muội, ánh sáng chiếu sáng, ánh sáng chiếu sáng vạn pháp hiển hiện, thấu suốt tất cả không còn chướng ngại, quán đại như pháp tánh, cứu cánh như hư không, nguyện xin được như sở nguyện, mang bồ đề nguyện, đệ tử chúng con ai nấy vận dụng tất cả tâm trí mà quỳ y đảnh lễ. Nam mô Tỳ Lô Xa Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kinh lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì quá khứ. Kinh lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì hiện tại. Kinh lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì vị lai. Kinh lạy kinh bổn nguyện, kính lạy kinh bổn nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đăng Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Thần Nghĩ Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thường Bồ Tát, Nam mô Di Lạc Bồ Tát, Nam mô Thiệu Tai Chướng Bồ Tát, Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Kính lạy ca vị đại thánh tăng là Tôn Giá A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo. Nam mô Cửu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại kế tiếp xét thần tướng của tâm. Bất cứ lúc nào, bất cứ làm gì, dầu đi dầu đứng, dầu ra dầu vào, đại tiện tiểu tiện, lưới rưới quét rửa giặt, thì vì cử động cúi ngược xem nghe, đều nên một lòng tưởng niệm tam bảo, xét tâm tánh không không được, dầu trong khoảnh khắc mà thôi, nhớ đến ngũ dụng, đến việc đời, sinh tâm tà niệm không cùng người, nói năng bạn tan buồn buồn thả giỡn cợt, nhìn sắn đẹp nghe tiếng hay, bám dính cảnh trần, nối nghiệp bất thiện, nối ý niệm tạp mà thượng chấn là phiền não vô ký, không thể tu hành đúng như Phật pháp. Nếu quả tâm tâm liên tục không rời Phật tương, không tiếc thân mạng vì toàn thể chúng sanh mà tu hành phương pháp sa môi, thì thế gọi là chân thật, là nhất tâm tịnh tấn, lấy phận pháp mà trang hoàng, do đó chúng con lại chi thành năm bộ phận, gieo xuống sát đất mà quy y đảnh lễ tam bảo thường trụ. Nam mô Tỳ Lô Xa Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Kinh lạy
tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thủ tỳ quá khứ kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thủ tỳ hiện tại kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thủ tỳ vị lai kính lạy kính bản nguyện công đức của đấng dược sư lưu ly quang như lai. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Ni Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Nam mô Tạng Phước Thọ Bồ Tát. Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây thiện nhạc, kính lạy các vị đại thanh tăng là Tôn Giả A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo, Nam mô Cửu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại chí tâm sám hối đệ tử chúng con cùng với pháp giới hết thảy chúng sanh từ vô thị đến bây giờ vì ba thứ chướng ngại vấn thắc và úp che tâm trí nên đối với mọi cảnh tượng vọng sinh tham trước ngũ sĩ vô tri thiệu mất tính tâm đem tâm miệng y tạo đủ ác nghiệp đến nỗi phỉ ban phần pha phá phạm thi la triển chuyển thường làm những việc bất lợi hoặc ở tịnh địa nhưng thánh quả chưa tròn đầy lưu chu nhỏ nhiệm nên tám muội khó kết quả. Nay gặp đứng dược sư lưu ly quang như lai là có thể trừ diệt chướng mau chóng thành tựu quả vị diệu pháp nên con chí tâm quy hướng cúi đầu trang gieo chân thành bộng bạch tội lỗi cầu xin sám hối nguyện xin đấng biên cả đại nguyện đại từ bi bình đẳng nhiếp to làm cho con và pháp giới chúng sanh nghiệp chương cũ tự tiêu mất mọi tai nạn đều thoát qua đập vỏ vô minh khổ sông phiền não chánh kiến mở tỏ diệu tâm sáng suốt ở yên nơi tuệ giác bồ đề nên ánh sáng của bản thể luôn luôn vắng lặng được hiện tiền công bình yên vui đúng như sở thích mong cầu mọi đồ trang sức tùy ý muốn vì có nay giác quan tinh nhuệ đã văn và ly giải thông suốt giữ phạm hạnh một cách tinh thuần nhập vào tam ma địa vận dụng vô lượng phương tiện của trí huệ và làm cho chúng sanh được mọi đồ dùng không thiếu chi cả khéo tu đủ thứ Bồ Tát phàm hạnh mau chứng vô lượng chánh đắng Bồ Đề nêu đến lúc gần chết thì minh mẫn yên lặng vui đẹp quyết định sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thuộc về phía Tây bằng sự chỉ đường của tam vị đại Bồ Tát tự nhiên hóa sanh trồng hoa quý báu rồi tiếp nhận sự thọ ký của Phật thực hiện vô lượng đà la ni môn nên hết thải công đức đều thành tựu được cả sau đó phân hóa thân hình ra vô số khắp cả thế giới hệ trong mười phương trong một niệm mà cúng dường hết thải chư phần khắp cả pháp giới trong một niệm mà hiện đủ sức thần độ thoát hết thải tất cả chúng sanh khắp cả pháp giới thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hư không mà cùng tận đi nữa thệ nguyện của con trên đây cũng vẫn vô cùng sám hối phát nguyện rồi chúng con quỳ dây đánh lễ hết thải tam bảo thường trú nam mô bàn già phàn đệ bề sa xà lưu rô tinh lưu ni bát làm bà hăng ra xà giả đa ca yết ca giả răng đê tam biểu tam bồ đà gia đa địa tạng bề đăng thệ bề trang thệ bề sang thệ bề sa xà tam mộ vi đê toa nam mô bàn già phàn đệ bề sa xà lưu rô tinh lưu ni bát làm bà hăng ra xà giả đa ca yết ca giả răng đê tam biểu tam bồ đà gia đa địa tạng bề đăng thệ bề sang thệ bề sa xà tam mộ vi đê toa nam mô bằng già bằng đê bê sang xà lụ rô tinh lưu ly ba lần bằng ra xà già đa thai đa gia răng đê tam biểu tam bồn đà gia đa địa tam bê răng thề về sang thề về sa xà tam mộ bi đê toa hà nam mô dược sư hội thượng phần bồ tát nam mô dược sư hội thượng phần bồ tát nam mô dược sư hội thượng phần bồ tát.
tàng kinh tán Phật. Kính lạy Đức Dược Sư Chánh Giác Chân Vi Diệu, ở cõi Tịnh Lưu Ly thuộc phía đông cõi này, Ngài thần có nghĩ bàn đủ ba bộ số kia, và không ai sanh bằng với mười hiệu tôn sinh trong nhân đã phát ra, mười hai môn đại nguyện trong quả đã viên mãn, trăm ngàn loại tương hảo biến từ bi động lớn, có ai lường cho nổi nuôi công đức cao cả, không thể khen cho cùng. Nam mô Đồng Phương Tịnh Lưu Ly Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cung Chánh Biên Trì Minh Hạnh Túng Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Tiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Niệm Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Báo Đàng Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Con xin cầu nguyện đệ tử con tên Mai Đức Chính Pháp Danh Giác Đạo Nguyện đem công đức bái sám theo phương pháp sám hối đạo tràng Dược Sư cầu nguyện bình chướng tiêu trừ phương thọ tăng trưởng đời này thiện căn công bị trở ngại kiếp sau đính thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của Phật. Đệ tử con xin nguyện cho cả gia đình chúng con chí thành bái sám theo phương pháp sám hối đạo tràng Dược Sư cầu nguyện cho cả gia đạo chúng con ông bà cửu huyền thâm tổ nội ngoại hai bên nhờ công đức này mà bệnh chướng tiêu tan phước thọ tăng trưởng chánh tinh công bị phá hoại thiện căn công bị trở ngại đời này tân cận phụng sự tam bảo kiếp sau đính tâm nhận được sự thọ ký của Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả nguyện con và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo quy y tam bảo tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tại vô ngại. Con đảnh lễ tạ ơn Phật Dược Sư. Vừa rồi là bài sám Dược Sư, con đảnh lễ phúng tụng. Con cầu nguyện Đức Phật Dược Sư từ bi gia hộ độ trì, che chở cho gia đình chúng con. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Rồi là phần trì tụng Dược Sư Kinh Sám. Tiếp theo là phần chính Kinh Dược Sư Bổ Nguyện Công Đức. Kế
kinh dược sư lưu ly quang như lai bộ nguyện công đức ta nghe như vậy. Một thuở nọ đứng bạc già phạm đi châu du giáo hoa các nước đến thành quan nghiêm. Ở nghỉ dưới cây nhà cầm cùng với 8.000 vị đại bí sô, 36.000 vị đại bồ tát, các hàng quân vương đại thần bà la môn, các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng nhân phi nhân, cả thái đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kinh thỉnh ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mạng tù thân lợi pháp phương tử nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy vén nghi để bài vai bên hữu bà ngồi bên mặt quỳ sáng đứng kép nép chắp tay hương về phía Phật bạch rằng: Bành đứng tế tôn cùi mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời thượng pháp được nhiều lợi lạc về sau. Đứng tế tôn khen ông mạng thù thân lợi đồng tử rằng: hãy thay mạng thù thân lợi, ông lấy làm đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui trong đời phượng pháp về sau này. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỳ, ta sẽ vì ông mà nói. Ông mạng thù thân lợi bạch rằng: dạ mong tế tôn nói, chúng con xin nghe phần báo. Ông mạng thù thân lợi rằng: ở phương đông cánh đây 10 căn và xa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, đứng giáo trụ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật bạc và phạm. Này mạng thù thân lợi đứng dược sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Nguyện thứ nhất: ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đặng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường phu cùng tam chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chung nhơ bờn ảnh quang minh chói lọi khắp nơi, không đứng cao vòi vòi và an trú giữa thân lưới và bằng thịa sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang, và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm ca sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên đồ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tụ theo ta đạo, thì ta khiến họ quay về ẩn trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu hành theo hành tinh văn động giác, thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hành tinh văn, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp kia mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào được an. Nguyện thứ sáu: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa, cờ cạo tay điếc mắt đuôi nói năng ngọng liệu tay chân tật nguyện là hủi điên cuồng chiều tân cả nhân bình khổ ấy, mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị những bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy không gặp thú công bà con, không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khôn khổ, mà hệ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ,
con tâm an lạc gia quyến sum bày của cái sung túng cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề nguyện thứ tám. Ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho thân buồn rầu, bừng tướng sanh tâm nhàm chán muôn bỏ thân ấy mà hệ nghe danh hiệu ta rồi, thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ chính, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưỡi ma nghiệp được giải thoát tất cả các sự ràng buộc của ngoài đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ngã khiến ta nhiếp dần họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tập theo cả thành Bồ Tát đặng mau chứng đạo chánh đắng bồ đề. Nguyện thứ 10, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luận nhà vua ra tội phải bị thiện sinh đánh đập hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, tâm tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bận rưng hệ nghe đến danh hiệu ta, thì nhờ sưng ngoài thần phước đứng của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ô khổ ấy. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đối khá hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo ca nghiệp dữ mà hệ nghe danh hiệu ta rồi, chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn ngu ngon là bạn bố cho tân họ được no đủ, và sau ta mới em pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chung ngũ tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, vì mũi mộng căn đốt nóng lạnh giải dầu ngày đêm khổ bất kể nghe đến danh hiệu ta, mà chuyên niệm tỏ trì thì ta khiến cho được như ý muốn, nào các tứ y phụng tốt đẹp, nào tân cả các báo vận trang nghiêm, nào tràn hòa phân xa bát ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muôn thường thức món nào cũng được thỏa mãn cả này bạn tu tâm lời. Đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng chánh đẳng giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lại nữa mạng thù tâm lợi đứng dược sư lưu lị quan như lai kia kia còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đứng trang nghiêm ở cõi ngài, dẫu ta nói màng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phân kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dự bà, cả đến tiên khổ cũng không. Ở cõi ấy đấng toàn bằng chân lưu ly đường đi, có dây bằng vàng danh làm ranh giới, còn thành quách cung điện mãi nghiêng cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra, thật chẳng các chị những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhuận Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thường thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sâm bổ sư làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn cọ báu chánh pháp của phận dược sư Lưu Lị Hoàng Như Lai. Mạng thù thân lợi, vì thế những kẻ thiền nam tính nữ nào có lòng tin vững chắn thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc này đương Thế Tôn lại bảo ông mạng thù thất lợi đồng cử rằng, có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bon xén tam tham, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô trí tiêu hành đứng tin lại ham chữ chân của cái cho nhiều, đêm ngày bò bò nhìn giữ thay ai đến sinh, lòng đã không muốn nhân nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đâu đơn mến tiếc dường như cát thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chung hữu tình tham lẫn chỉ lo tinh trừ của cái cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem của ấy thì cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến sinh. Những kẻ tham lẫn ấy khi chết bị đọa vào đường ngã quý hay bằng sanh, mặc dầu ở trong ác tú nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu ngài,
thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngàn quỷ súc sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dụng lạc, mà còn muốn tự mình làm việc vô thi, khen ngợi người khác làm việc vô thi, không tham ti con gì, và lần lần có thể đem cả đầu bắn tay chân nay máu thịt của phần thân mình mà bố thí cho những kẻ đến sinh cũng được, uống chi của cai là những vận thừa. Lại nữa mạng thù thân lợi trong chung hữu tình, nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy không phá giới mà phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói, hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thường mạng, do thói tăng thượng mang ấy che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy chê bại, tranh phá kết đảng với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo ta kiến, mà lại còn kiến cho vô số ức chiều, chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm. Những chung hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những năm giữ tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào vòng ác tú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác tú, thì cũng nhờ oai lực bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi đã tạm được nghe danh hiệu Ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung trời sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm mi, bỏ tục xuất gia, tỏ trì và tu hành theo giáo pháp của Như Lai, đã không hủy phạm lại thêm chính kiến, đã văn hiệu rồi được nghĩa lý xấu xa, lìa được thói tăng thượng mạng công chê bài chánh pháp, công bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát chống được viên mạng. Lại nữa mạng tù thân lợi, nếu chúng mưu tình có tánh tham lam tận đô hay khen mình chê người, thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ kia liền từ nơi đó mạng chúng sanh lại cõi người, phải làm tân châu ngựa lừa lăn đà, thường bị người hành hạ đánh đập và bị đôi cát dày vò, lại phải đi đường xa chớ nặng cực nhọc muôn phần, còn như mây đậm làm tân người thì lại bị sanh vào hạng hạ tiện, phải làm tội tơ cho kẻ khác, mày bị họ sai sử không khi nào được chút thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị ma thoát khỏi mọi sự khổ não, các căn thông lợi truy huệ sang suốt, lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành đời đời như khắn lưới ma, đập nát vò vô minh tác, càng sống phiền não mà được giải thoát khỏi nạn sanh lao bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn. Lại nữa mạng thù thất lợi, nếu chúng ngộ tình có tánh nữa, sự ngạn trái chia lìa tranh đấu kiền cao lẫn nhau, làm náo loạn cho mình và người, đem thân khẩu quý tạo thêm mài, những ác nghiệp xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiều ích để mưu hại lẫn nhau, hoặc cao triệu những thần ở núi rừng cây mà để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ dược pha và quỷ la sát để cày quỷ hại người, hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người thù oán, rồi dùng phép chú thông tan ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối em đôi và dùng những đồ độc mầm, dùng chu pháp hại mạng người. Nêu chung ngũ tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các thứ tà ác kia không thể hại được tất cả, nhưng kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn nghĩ tổn não và tâm hiềm giận, hai bên hòa hảo với nhau, và đôi với vận thọ dụng của hai thì người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Lại nữa mạng thù thông lợi, nếu trong hàng tự chúng bí xô bí xô nị dô ba sánh ca ô ba tử ca và những kẻ thiện nam tính nữ đều có thọ trì tám phần trại giới, hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng vân giữ giới pháp, làm nơi ý chí tu hồng, rồi đem căn lành này
Nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ, ở thế giới cực lạc Tây phương đặng nghe chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà được nghe danh hiệu đứng dược sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, thì khi mạng chung sẽ có tám vị đại Bồ Tát Như Bằng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắm Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Báo Đàn Hòa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ trên công trung đi đến đưa đường chỉ lối cho. Vì liền được vãng sanh trong những hoa báu đủ màu, hoặc nếu có kẻ nhân nguyện lần của đứng dược sư mà được thác sắc linh, mà được thác sanh lên cõi trời, và mặn dầu sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết, thì không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ cõi trời đã mãn sanh lại trong cõi người, thì hoặc làm đến bậc luân vương thần nhiệt cả bốn châu thiên hạ, oai đứng tự tại giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung ngũ tình theo con đường thập thiện, hoặc sanh vào giọng sát đê lị bà la môn, hay cư sĩ đại gia của tiền dư vật kho đụng tràn đầy, tướng mạo đoan trang quyến thuộc xâm vài lại được thông minh trí tuệ dòng mánh oai hùng như người đại lâm sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy, thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa. Này mạnh tu thân lời đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi đã chứng được đạo bồ đề do sơn bổ nguyện mà ngài quan sát biết chúng ngũ tình gặp phải ca tư bệnh khổ như da vàng ngày ốm cảm diệt cương hàn, hoặc trung phải nhân thử em đối độ đồng hoàng bị hoành thử hoàng bị chết non muôn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ, và lòng mong cầu của chúng ngũ tình được mãn nguyện, ngay liền nhập định kêu là định diệt trừ tân cả cô não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong dụng kê phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bản Già Phạn Đề Bệ Sát Xà Lùng Rỗ Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắn Ra Xà Giá Đát Tha Yết Đa Giá Răng Đề Tam Hiệu Tam Bồ Đà Giá Đát Địa Tam Bệ Sát Thề Bệ Sát Thề Bệ Sát Xà Tam Bồ Viên Đề Quá Hà. Lúc ấy trong luồng ánh sáng diện chú này rồi, cả đại địa rung động phóng ra anh đại quang minh, làm cho tân cả chúng sanh dứt hết bành khổ hưởng được an vui. Này bạn tu tân lời, nếu thấy những người nào đang mang bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sạch sẽ, và vì họ nhân tâm tụng chú này 108 biên chú nguyện trong đồ ăn, trong thu khu ngay trong nước công vi trùng mà cho họ uống, thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu. Sau khi mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly không còn thôi chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả vô thượng bồ đề. Vậy nên mạng thù thân lợi, nếu có những người nào hết lòng ẩn cần tôn trọng cung kính cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thương tri tụng chú này đừng lãng quên. Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tính nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng giác, mỗi sớm mai suốt miệng đánh răng tâm gọi sạch sẽ xong lại thắp hương rải dầu thơm ca môn kỹ nhạc để cúng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý. Đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng đừng để tiêu tốn. Thì hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa. Lúc bây giờ mạng thù thấp lời đồng tử bạch rằng: Lúc bây giờ bạn thù tâm lợi đồng tử bạn phận rằng bạn đương tây tôn con thề qua thời kỳ tượng pháp sẽ dùng đủ chức phương tiện khi cho những thiện nam tin nữ có lòng tin trong sẵn được nghe danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả đến trong giấc ngủ của họ con cũng dùng danh hiệu của đức phận này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. Bành đứng Thế Tôn, nếu có ai thọ trì đạo tụng kinh này hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác, hoặc tự mình hay dạy người biện chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng dùng những bóng thơm dầu thơm các thứ hương đốt tràn hoa anh lạc phương lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đáy đựng kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc ngay có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác
đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ. Bằng đứng Thế Tôn reo kinh này lưu hành, đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoành tử, không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại. Tâm tâm yên ổn khỏe mạnh như thường, phần báo mạng thù tâm lời phải thiệt đúng như lời ông nói này, mạng thù tất lời. Nếu có những người tịnh tính thiện nam tín nữ nào muốn cung dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì trước phải tạo lập hình tượng Ngài đem để trên tòa cao chân giòn sạch sẽ, các thứ rồi rải bông đốt, các thứ hương dùng, các thứ tràng phàn trang nghiêm, chỗ thờ ấy trong bái Ngài bảy đêm phải thọ tám phần trai giới ăn đồ thanh chay, tắm gội và y phục chính tề, giữ lòng thanh tịnh không giận dữ, không sát hại đối với tân cả loài hữu tình, phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi hỷ xả, làm cho họ được lợi ích an vui. Đánh nhạc ca hát ngợi khen và do phi hữu đi nhiễu quanh tượng Phật, lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý mà diện nói cai thị cho người khác biết. Làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được toại ý, như cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. Lại nếu có người nào trong dân ngủ thay những điềm chim bao giữ, còn khi thức thay những ác thương như chim đến đậu nơi vườn nhà, hoàng trồ ở hiện ra trăm điều hoài dị, mà người ấy dùng nhân của báu cúng dường Đứng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng ác thương và những điểm xấu ấy thảy đều ẩn hết, không còn phải lo sợ gì nữa. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa, gươm đao thuốc độc và các thứ cầm tu dự gây sự sợ hãi, như voi sư tử cọp sói gâu rắn độc bò cạp rít sên lăn mũi, mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cúng dường Đức Dược Sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. Hoặc nếu bị đưa các xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa, mạng thù tâm lợi, nếu có thiện nam tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết công thờ những vị trời nào chỉ một lòng nương theo Phật Pháp Tăng, thọ trì giới cấm hoằng năm giới, 10 giới Bồ Tát, 10 giới chồng, 48 giới kinh tỳ kheo, 250 giới tỳ kheo ni, 348 giới. Nếu có ai phỉ phạm những giới pháp đã thọ sở đọa vào ác tu, hãy chuyển niệm và cung kính cung dường Đức Phật Dược Sư thì quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúng sanh sàng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cũng kính cung dường Đức Phật Dược Sư, thì coi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn thương màu đoạn trang lợi căn thông minh an ổn minh định hoạn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Lúc ấy đức Tích Ca cùng bảo ông Ma Nan rằng: theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những công hạnh rất sâu xa của chữ Phật, có hiểu thấu được vậy ông có tính chăng? Ông Ma Nan bành phẩm rằng: bành đứng Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói không bao giờ còn sanh tâm nghi hoặc vì sao vậy, vì những nghiệp tâm khẩu ý của cán đứng Như Lai đều thanh tịnh. Bành đứng Thế Tôn, mặn trời mặn trăng có thể rơi xuống, núi chịu cao có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bành đứng Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tình căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thăng lời ngẩn ngay. Vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy ban nên họ phải mất nhiều điều lợi ích mài ở trong cảnh đêm dài tâm tối, và lại còn bị đọa lạc trong các đường ác thu lưu chuyển không cùng. Phần lại báo ông Ma Nan, những chúng ngũ tình này nếu nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, có tin có hiểu mà nãy ông lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy.
Này A Nan tấn ca ca tham tinh văn động giác và ca bậc Bồ Tát chưa đến đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật, chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan tấn người khó nặng nhưng hết lòng tin kính tôn trọng tội ngôi Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tu công biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát dụng công biết bao nhiêu phương tiện keo léo phát công biết bao nhiêu nguyện rộng lớn, nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp sau có thể mẫu hết cho những hạnh nguyện và những phương tiện keo léo của đứng phận kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bấy giờ trong chung hội có một vị đại Bồ Tát lên là cầu thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy vén nghi để bài bài bên hụ gối bên mặt quỳ sang đất cuối mình chắp tay bạch phận rằng bành đài Đức Thế Tôn đến thời kỳ thượng pháp coi những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khôn khổ thân bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm ăn uống không được môi cổ cô rang băng thấy đen tối thứ chết hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mặt của Di Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy vị thần câu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Di Ma. Lòng ấy vua phan hỏi rồi kể tin những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng động tụng kinh này đốt đèn bảy tầng treo thần phan tụng mạng năm sát kỳ hoặc liền trong lúc ấy hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự hòa bao đá thọ bởi chính đà rò thấy nghiệp báo như vậy nên dạo có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa vậy nên những tịnh tín thiện nam tín nữ đều phải có lòng một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hồi cửu thoát Bồ Tát rằng này thiện nam tử nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào, còn đèn và phan tụng mạng phải làm cấm sao? Cứu thoát Bồ Tát nói, thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn coi bệnh khổ thì quyển thuộc họ phải thọ trì tam phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm. Vì theo sân mình sắm sửa đồ ăn uống và ca thứ cần dùng ca cúng dường chữ tăng ngày đêm 6 thời lễ bái cung trường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đọc tụng kinh này 49 biến 3 tánh 49 ngọn đèn lại tạo 7 hình tượng đứng dược sư trước mỗi hình tượng đầy 7 ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gang tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vận thì người bệnh ấy qua cõi ách nạn không còn bị hoành tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Lại nữa A Nan, nếu trong dòng sang đế lì có những vị quốc vương đã làm lễ quan đảnh mà gặp lúc có nạn nhân dân bị bệnh dịch bị nước cát xâm lăng bị nội loạn hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điềm quay dị nạn nhân thực nguyệt thực mưa gió trái mùa hay bị nạn quá thời tiết công mưa thì lúc này cả vị quốc vương khi phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chung ngũ tình ân xá cho tội nhân bị giam cầm rồi y theo pháp cúng dường đã nói trước mà cúng dường đứng dược sư Như Lai Lưu Ly Quang Như Lai thì do căn lành này và nhờ sức bổ nguyện của Đức Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa tóc được mùa tân cả chung ngũ tình đều vui vẻ công bệnh hoạn công có thần dược xoa bạo ác não hại lê dân tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất và ca vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh không bệnh hoàn mọi việc đều thêm lợi ích. Này A Nan, nếu các hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tử đại thần phụ tướng thề nữ trong cung bá quan và thứ dân mà bị bệnh cố cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lâm tần phạn năm sát trong đèn trang luôn phong sanh các loài vật trải hoa đủ sắc đốt các thứ danh hương để cúng dường đương phận dược sư thì sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn.
Lúc nay ông là đang hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng thiện nam tử tại sao cai màn đã hết mà còn sống thêm được. Cứu thoát Bồ Tát nói, này đại đứng nga con nghe Như Lai nói có chính tư hoành tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phán và đèn thuộc mạng. Tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông A Nan hỏi, chính tư hoành tử là những thứ chi? Cứu thoát Bồ Tát trả lời, một là nếu có chút hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng công thầy không thua công người săn sóc hay giá có lắm thầy, lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, lại đang lúng bệnh mà tin theo những thuyết hỏa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trong đời. Sanh lòng rúng sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh đi bỏi qua để tìm hiểu mối họa rồi giết hại loài vật. Để tâu với thần mình, vái vang cùng vọng lượng để cầu xin ba phước mong được sống lâu. Nhưng rốt cuộc không thể nào được bởi si mê lầm lạc tịnh theo tả kiến điên đạo nên bị hoành tự. Đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi, hai là bị phép vua tru lục, ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê thủ sắc buông lung vô đồ, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí, bốn là bị chết thiêu, năm là bị chết đắm. Sáu là bị ca tu giữ an tịnh, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị chết vì thuốc độc em đôi đùa nộp trù ẻo, và bị quỷ tử thi làm hại, chính là bị đói khát khốn khổ mà chết. Đó là chính thứ hoành tử của Như Lai nói, còn những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được. Lại nữa A Nan, của Diêm Ma kia là chủ lắm ghi chép sổ bộ tên tuổi tội phước trong thế gian, nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất kiêu ngũ nghịch hủy nhục tội tam bảo phá hoại phép vua tôi hủy nhục điều cấm giới thì vô Diêm Ma pháp vương vì tội nặng nhẹ mà hành phạt, vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan phóng sanh tu phước khiến khỏi được ca khổ oanh khỏi gặp những tai nạn. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xoa đại tướng đều ngồi trong hội như Cung Tỳ La đại tướng, Pha Chiết La đại tướng, Mê Sụy La đại tướng, An Đề La đại tướng, Ác Đề La đại tướng, Sang Đề La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hộ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7.000 dược xoa làm quyến thuộc đồng cất tiếng bành phận rằng: Bành đứng Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của đứng dược sư Lô Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sợ trong các đường ác thú nữa. Chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật pháp tăng thể sẽ gánh vác cho chúng ngũ tình làm việc nghĩa lợi đưa đến sự nhiều ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến hay có người thọ trì danh hiệu đứng dược sư Lưu Lì Quang Như Lai và cung kính cúng dường ngài thì chúng con cũng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả các cách nạn và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ anh muốn cầu cho khỏi thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chi ngũ sắc cúng danh tự chúng con. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở cút ra. Lúc ngay đứng phận tính ca khen cả vị dược xoa đại tướng rằng: Hãy thay, hãy thay, đại dược xoa tướng ca không nghĩ muốn báo đáp ân đức của Phật dược sư Lưu Lị Quang Như Lai nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu tình như vậy. Đồng thời ông A Nan lại bạch Phật rằng: Bạch đứng Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì và chúng con phải phụng trì bằng cách nào? Phần bản Hoa Nan, pháp môn này gọi là thuyết dược sư Lưu Lị Quang Như Lai, bộ nguyện thông đức cũng gọi là thuyết thập nhị thần tướng nhiêu ích trổ tình nguyện kiết nguyện thần chú và cũng gọi là bả trừ những thiết nghiệp chứng cứ nên đúng như vậy mà thọ trì. Khi Đức Bạc Già Phạm nói lời ấy rồi, các hàng đài Bồ Tát, các đại tinh văn cùng quốc vương đại thần Bà La Môn, cư sĩ Thiện Long, Dừa Xoa Kiền Thác Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Cấn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc và người cùng các lai quý thần, tất cả đại chúng đều hết sức vui mừng và đồng tinh chịu vâng làm.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn. Nam mô Bạc Già Phạn Đề Đề Sa Xà Lù Lô Thinh Lô Ly Ba Lần Ba Hăng Ra Xà Già Đà Tha Y Đà Già Răng Đề Tam Biểu Tam Bồ Đà Già Đà Địa Tam Bề Răng Thầy Bề Răng Thầy Bề Sa Xà Tam Mộ Vi Đế Thoa Hạ. Nam mô Bạc Già Phạn Đề Đề Sa Xà Lù Lô Thinh Lô Ly Ba Lần Ba Hăng Ra Xà Già Đà Tha Y Đà Già Răng Đề Tam Biểu Tam Bồ Đà Già Đà Địa Tam Bề Răng Thầy Bề Sa Thầy Bề Sa Xà Tam Mộ Vi Đế Thoa Hạ. Nam mô Bạc Già Phạn Đề Đề Sa Xà Lù Lô Thinh Lô Ly Ba Lần Ba Hăng Ra Xà Già Đà Tha Y Đà Già Răng Đề Tam Biểu Tam Bồ Đà Già Đà Địa Tam Bề Răng Thầy Bề Sa Thầy Bề Sa Xà Tam Mộ Vi Đế Thoa Hạ. Dài kiếp, dài kiếp, dài oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều dài hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, tiểu thai diện thọ. Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện. Dược Sư Phật. Giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược Sư Phật, tiêu tai diên thọ. Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện. Dược Sư Phật. Giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thanh kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược Sư Phật, tiêu tai duyên thọ. Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện. Dược Sư Phật. Bài tán dược xoa 12 đại tướng. Dược xoa giúp Phật tuyên dương, chỉ ngủ gạch sắc gút tên kia. 12 đại tướng dược xoa giúp Phật tuyên dương, chỉ ngủ sắc gút tên kia. Tùy nguyện đều được viên thành, oan nghiệp dứt sạch phước thọ mãi cương đình. Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong đần chán bần bấy trần lào lào. Một tánh thiên chân bao trùm muôn loài chàng phận tánh phàm. Phần tâm mấy lần trong sang xua cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bảy đích đang hàng Bồ Tát Thanh Quán. Công thành quả chứng tỏ bảy đích đang hàng Bồ Tát Thanh Quán. Tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thẩm vào tri huệ linh thông. Soi thấy năm muộn đều không có gì đồ thân cả. Công chi cổ ánh trong thương tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc công chung ở một nhà công chẳng khác sắc. Sắc nào khác công ấy sắc tương cùng đồng không thương. Còn tưởng y như tượng sắc kia thọ tưởng anh tướng phân chi cùng lại như vậy phòng về chân công. Tòa sát tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tương nọ luống chân chẳng sanh chẳng diệt thường chân chẳng cấu chẳng tinh chẳng sờn chẳng thêm. Cỡ ấy nên coi trên không giới thể lào lào vô ngài thường chân vốn công hù quẩn ngâm tân. Sáu căn chẳng có sáu chân cũng công thấy đồng công mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng công tánh công sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì và chết huống chi là hết chết và sao. Tứ đế cùng chẳng có nào công chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả. Nhân pháp kia đều xả nhị không vận lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm công ngại gì không quan ngại có chi cũng vô thức xa lìa mong thường đạo điên tâm cộng đột rạo chi duyên. Niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam tế Phật kỳ đàn bát nhà đó bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bát nhà là hơn. Pháp môn tối thánh cõi chân mau về thì cần chú linh tri đại lần thì cần chú đúng bậc quang minh. Hãy chú tội thượng ngoại linh lấy chú vô đặng tinh tinh ngoại thần. Trừ tấn cả nguyên nhân các khổ tức tỉnh lòng giác ngộ vô sự thiên nhiên chân việc bất cử án lam tận chú chân như thuyết rằng. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha.
Nguyện ngày an lành đêm ngày sáu thời thương an lành tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thương gia hộ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam Mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam Mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phần Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phần Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phần Bồ Tát. Tiêu tai các tường thần chú. Nam Mô Tam Mãn Ra Mẫu Ra Nam Ma Bát Ra Đệ A Đa Xá Ta Nằm Nằm Đá Địa Ta Ấn Kê 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 Hồng Hồng Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Đệ Sân Xá Đệ Sân Xá Sắc Trí Rị Sắc Trí Rị Ta Phân Tra Ta Phân Tra Phiên Đệ Cả Thức Sì Duệ Ta Phạ Tiêu Tai Thần Chủ Chí Diệu Chí Linh Phước Tinh Chủ Thọ Báo Cương Nịnh Bốn mạng đắc hòa bình là kế kim tinh ắt diệu hóa kiết tường. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Hồi hướng cầu an công đức thù thắng hạnh vô biên tăng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tổng vãng vô lượng quang Phật sáng nguyện tiểu tam chương trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ thể thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hòa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát vi bạn lữ nguyện dĩ thử công đức phổ cập mơ nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo tam quy tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại con xin đảnh lễ niệm danh hiệu bảy đức Phật Dược Sư Dược Sư Quang Phật Bậc Đại Vương mười hai nguyện lớn cứu khổ trầm luân thành tâm quy ngưỡng trang nghiêm đạo trường niệm trì danh hiệu đèn hoa cúng dường đánh lễ Phật tượng cùng kinh tăng dường làm phán tục mạng tuổi thọ miên trường diệt trừ tội chướng oan nghiệp không còn phước lộc tăng trưởng quả chứng chân thường con xin đảnh lễ cúi lại bảy đức Phật Dược Sư Nam Mô Quảng Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
lưu ly thể giới nhược sơ lưu ly quang như lai. Con xin đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Vừa rồi là thời khóa con phúng tụng tối ngày hôm nay ngày mùng 6 Tết năm Tân Sửu 2021, thời khóa tụng kinh dược sư đến đây hoàn mãn. Con xin hồi hướng công đức này, hồi hướng ghi sớ trình tấu, hồi hướng cầu xin, cầu siêu cầu an cho gia đình chúng con. Nguyện trời Phật từ bi quảng đại cứu độ, che chở soi sáng cho gia đình chúng con. Con xin hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ, cầu siêu cho chị em và cầu siêu cho ông bà cửu huyền thất tổ trong gia đình nhà con. Chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên họ Mai họ Đỗ cũng như trăm họ đều được nương theo ánh sáng Phật pháp từ bi quảng đại cứu độ cho tất cả chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin hồi hướng cầu an cho tất cả các chị em trong gia đình nhà con luôn được mọi điều may mắn khỏe mạnh bình an, làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Nguyện cầu cho tất cả các hàng con cháu nhỏ trong gia đình học hành thông minh, sáng suốt, đỗ đạt, lập tài. Nguyện cầu cho các cháu đều có công ăn việc làm ổn định, được mọi điều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Con đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện Đức Phật từ bi quảng đại cứu độ cho tất cả muôn loài chúng sanh. Con cũng xin hồi hướng công đức này, xin hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được trọn thành đạo vô thượng bồ đề. Nguyện cầu cho tất cả những dịch bệnh đang hoành hành trong xã hội hiện giờ đều được mau chóng chuyển hóa thành những điều tốt lành, những năng lượng tốt lành để cho tất cả các dân chúng đều sống trong cảnh bình an, làm ăn thuận lợi, dân giàu nước mạnh. Nguyện cầu trời Phật cùng chư vị Bồ Tát, các vị chư thiên chư thánh chư thần hiển linh từ bi ban phước lành cho nhân sanh. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Con tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con cúng kính tạ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên, người đã cho con cuộc sống này, cho con hình hài này để con được làm người và tu học hướng về giáo pháp Đại Thừa, hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con đảnh lễ tạ ơn cha mẹ, tạ ơn ông bà tổ tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Thời kinh tụng buổi tối hôm nay đến đây hoàn mãn. Xin chào tất cả các quý đạo hữu cùng tu tại gia. Nam mô A Di Đà Phật.